xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 13 tháng 2 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi ngày của tuổi Tý, công việc Tuổi tý bạn hoàn toàn có thể chủ động để tìm một công việc gì đó để làm sau khi hoàn thành công việc của mình. Tình cảm, những người chưa kết hôn trong ngày có thể dành nhiều thời gian hơn cho người khác giới mà bạn biết. Sức khỏe, sức khỏe của con giáp người tuổi Tý tạm ổn, không có vấn đề gì lẫn lao. Tài chính, người tuổi Tỷ có thể sẽ thu về không ít lợi lộc, bản mệnh cũng đừng chần chừ kẹo sớm bị người khác chiếm đoạt. Con sổ may mắn Sổ 10, Sổ 1, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ tuổi giàu. Tuổi giáp tỷ có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được. Tuổi bính tỷ không thể nào có được người mình yêu thương. Tuổi mậu tỷ đường tình chắc trở nhân duyên gặp gần. Tuổi canh tỷ cần phải nỗ lực để có được hạnh phúc. Tuổi nhầm tỷ nhân duyên chưa tới chịu cảnh cô đơn. 2. Tứ về ngày của tuổi sửu công việc còn giáp ngươi tuổi sủ có tài năng lại cộng thêm sự thể hiện nên đã tạo ra không ít những cơ hội phát triển bản thân trong tương lai. Tình cảm Bản mệnh đang cảm thấy hơi căng thẳng, đối phương cũng đang rất muốn kiểm soát, ở bên nhau luôn cảm thấy không có tự do. Tài chính Đi làm Luôn đi muộn về sớm vì chuyện này sẽ bị trừ hết nhiều tiền. Sức khỏe Người tuổi sổ cũng phải cần chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân. Tuổi Ất sổ, nhân duyên, xe duyên, dẫn lối, tìm thấy tình yêu. Tuổi đinh sổ, tài sắc, khởi sắc, tình yêu đầy tay. Tuổi kỹ sổ, có nhiều cơ hội để cải thiện cuộc sống. Tuổi tân sổ, cần nỗ lực để cải thiện tình hình hiện tại. Tuổi Quỷ sổ, nên trân trọng hạnh phúc mình đang có con sổ may mắn số 1, số 8, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân Công việc Phận trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay tương đối xuân sẻ, công việc có phần thuận lợi hơn thường ngày. Tình cảm Phương diện tình cảm Người tuổi dân có những nỗi buồn, bạn không dám nói ra ngoài và cũng không nói với đối phương sức khỏe sức khỏe của người tuổi dần cần chú ý đến thận tiểu nhiều tiểu ra bọt nên đi khám ngay tài chính vận trình tài lộc của con giáp này đang trên đà thăng tiến con số may mắn số 3, số 5, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi giáp dần mâu thuẫn bất đồng vì thiểu nhường nhịn tuổi bình dân có thể sẽ sớm cần phải quản lý chi tiêu. Tuổi mậu dân nên hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Tuổi canh dân có những khúc mắc chưa được tháo gỡ. Tuổi nhằm dân tiền bạc trong ngày không có nhiều dễ mất mát. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mậu công việc chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ, những chú mèo sẽ phải trả giá tương đối khả đắt. Hãy vô cùng lưu ý điều này. Tình cảm Vận trình tình cảm của người tuổi mão trong ngày đang có phần xa xúc, nguyên nhân là do áp lực cuộc sống để nhé. Sức khỏe Nên đi khám sức khỏe định kỳ, không được chủ quan tới nhận tín hiệu của cơ thể. Tài chính Học hỏi được nhiều từ ngữ xung quanh, nên vẫn có cách kiếm được nhiều tiền hơn. tuổi ất mạo, tình cảm rạn nứt, thiếu sự cảm thông, tội tình mạo cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề tội kỷ mạo cần mạnh mẽ quyết đoán để nắm bắt thời cơ tội tân mạo đừng chần chừ cho dự nếu không sẽ phải hỏi hận tội quỷ mạo có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn con sổ may mắn sổ 79 sổ 63 màu sắc may mắn màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi môi năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc những chú rồng hôm nay sẽ xảy ra tranh cãi đối đầu với đồng nghiệp vì những quan điểm trái ngược trong quá trình làm việc chung tình cảm hôm nay bạn sẽ gặp được người ưng ý đồng thời cũng lại được bạn bè xung quanh giúp đỡ có thể sớm tỏ tình thành công sức khỏe sức khỏe hôm nay đang hồi hục nên cần đổi làm việc và nghỉ ngơi tài chính, vận trình tài lộc trong ngày thể hiện qua việc đầu tư. Tuổi giáp thân nên có kế hoạch tiền bạc rõ ràng. Tuổi bính thân gặp nhiều may mắn cả về tình duyên lẫn tiền bạc. Tuổi mậu thân hãy mở lòng mình để đón nhận yêu thương. Tuổi canh thân đừng để mình mất đi hạnh phúc. Tuổi nhâm thân hãy quên đi những nỗi buồn trong quá khứ. Con số may mắn số 8, số 4 màu sắc may mắn, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 6. Tứ viên hàng ngày của tuổi tỵ Công việc Vận trình sự nghiệp của người tuổi tỵ vẫn đang tương đối kém. Đừng lúc nào bạn cũng phàn nàn về vấn đề gặp phải mà hãy tìm cách để giải quyết chúng. Tình cảm còn giáp người tuổi tỵ rất có thể sẽ được bạn bè hoặc gia đình may mỏi giới thiệu đối tượng phù hợp. Sức khỏe, hôm nay thể trạng đang khá tốt ăn uống đủ bữa đúng giờ tài chính vận trình ta lộc của người tuổi tỵ cần phải đề phòng kẻ xấu ngấm ngầm làm việc xấu khiến cho tài vận giảm sút rõ rệt tội ất tỵ hãy chấp nhận cả điểm tốt và xấu ở đối phương tội đinh tỵ nên suy nghĩ tích cực lạc quan hơn nữa tội kỷ tỵ đừng để mình lo lắng thái quá mà hại tới sức khỏe Tân Tỵ hãy hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn tuổi Quỷ Tỵ đừng trông giấu tình cảm của mình mãi nữa con số may mắn số 7 số 23 màu sắc may mắn màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi sậu 7 tử với hàng ngày của tuổi Ngọ công việc người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay càng xông xáo thì càng dễ gặp được may mắn bạn mà ngồi yên một chỗ sẽ mất nhiều cơ hội. Tình cảm Phần trình tình cảm được duy trì một cách hài hòa, những chủ ngựa và người ấy đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc của tình yêu. Sức khỏe nên vận động nhiều hơn, đừng ngồi quá lâu một chỗ. Tài chính, phần trình tài lộc ổn định, không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuổi giáp ngọ, tiền bạc ung ung đổ về nhà mà không cần tìm kiếm tuổi bính ngọ mâu thuẫn bất đồng xuất hiện cả nhiều mà không kiểm soát được tuổi mẫu ngọ nên hiểu và tha thứ cho người ấy nếu còn yêu tuổi canh ngọ nên cố gắng nắm bắt thời cơ phát tài tuổi nhâm ngọ chuyện làm ăn kinh doanh phát đạt nhanh chóng con số may mắn số chỉnh số 57, màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi mão tám Tử viên ngày của tuổi Mùi công việc vận trình công việc của những chú dê không tại xung quanh con giáp này vẫn có nhiều đối thủ cạnh tranh người tuổi môi nhất định phải có tinh thần quyết liệt hơn tình cảm vận trình tình cảm ngày hôm nay đang có dấu hiệu đi xuống nhiều khi chọn sự im lặng lại là cách tốt nhất giúp cho mọi chuyện không đi quá xa sức khỏe người tuổi môi tạm ổn trong ngày hôm nay, sức khỏe không có việc gì lớn lao. Tài chính phần trình tài lộc trong ngày tương đối bình thường, đừng làm gì quá đáng là được. Tuổi ất môi, tình cảm chẳng thể thăng hoa rực rỡ theo thời gian. Tuổi đinh môi, có nhiều bức tường ngăn cách tình cảm. Tội kỷ môi, con đường tình duyên chắc trở khó khăn. Tuổi tân môi, kiểm tiền dễ dàng hơn bình thường. Tội quỷ môi, có người dẫn dắt cho tìm thấy tài lộc. Con số may mắn số 83, số 15, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi ngọ. Chính, tứ với hàng ngày của tuổi thân, công việc. Người tuổi thân, bạn là người có địa vị làm việc cao, đồng thời cũng đang tạo được ấn tượng tích cực trước lãnh đạo, có thể chủ động thể hiện bản thân mình. Tình cảm, người tuổi thân hoàn toàn có thể tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và duy trì lâu bền với mọi người. Sức khỏe Người mang thai không nên tới lui tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc trong gia đình. Tài chính Vận trình tài lộc của người tuổi thân trong ngày hôm nay tương đối bình thường, bản thân sẽ lười biển. Tuổi chấp thân, hãy chấp lấy thời cơ kiếm tiền đầy tay. Tuổi bình thân, Tình duyên không cần phải chấp nổi Tuổi màu thân Hại sống thật với Long minh là hơn Tuổi canh thân Đừng cho rằng không ai hiểu được mình tội nhằm thân Có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ Con sổ may mắn số 26 số 53 Màu sắc may mắn màu trắng Quý nhân phù trợ Tuổi thân 10. Tứ vi hàng ngày của tuổi giàu Công việc Người tuổi giàu bản thân đang tìm ra được những phương pháp ứng cứu kịp thời để khởi thông bể tác trong công việc bảy lâu nay. Tình cảm người tuổi dậu có thể đón tin vui tích cực trong chuyện tình yêu chính vì thế nên lúc này bạn cảm thấy rất vui vẻ. Sức khỏe con giáp người tuổi dậu nên hạn chế uống rượu bia và các chất kích thích trong hôm nay. Tài chính phần trình tài lộc ngày hôm nay không tài có thể kiếm tiền nhờ sở thích cá nhân tội ất dầu, sức khỏe xa xúc, cần phải tự chăm sóc bản thân. Tội tinh dầu, tiểu nhân cận kề, đe dọa cuộc sống. Tội kỹ dầu, dễ mất tiền, hao của mà không làm gì được. Tội tân dầu, mưu quản tin tưởng người chẳng đáng tin. Tội quỷ dầu, hãy tìm người đáng tin để xin lời khuyên. Con số may mắn số 1, số 7, màu sắc may mắn, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 11. Tử về hàng ngày của tuổi tuốt công việc Làm việc tương đối bình thường trong ngày hôm nay không có gì biển động quá lớn lao đối với con giáp người tuổi tuốt. Có điều gì phàn nàn thì đừng nói với đồng nghiệp. Tình cảm Người tuổi tuốt làm gì trong ngày hôm nay cũng khó thành công do liên tục chịu sự cản trở từ tiểu nhân. Sức khỏe Thời tiết hôm nay khiến cho cảm giác khó chịu bức rứt trong người, người bệnh lý về hô hấp cần phải chú ý hơn. Tài chính người tuổi tuất cần xem lại việc thu chi, không nên mua sắm quá đa. Tuổi giáp tuất tình cảm không được như ý, dễ chịu buồn thương. Tuổi bính tuất thu nhập ổn định, không gặp nhiều khó khăn. Tuổi mậu tuất có thể thoải mái chi tiêu nhưng đừng quá hoang phí tội canh tuất nên lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình. Tuổi nhầm tuất đừng bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Cơ số may mắn số 5, số 21, màu sắc may mắn màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 12. Tứ vi hàng ngày của tuổi hợi. Công việc nếu còn giáp người tuổi hợi muốn thay đổi công việc gần đây cũng sẽ có rất nhiều cơ hội bạn có thể giao tiếp nhiều hơn với bạn bè xung quanh tình cảm người tuổi hợi những người đang còn độc thân nên cẩn thận một chút chậm mà chắc phận hơn đừng vội vàng yêu đương sức khỏe không nên nạp quá nhiều đường hạn chế đồ ngọt tài chính con đường tài lộc ngày hôm nay có sự quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn thường ngày, đem lại tài chính cho giàu. Tội ất Hải tình cảm thăng hoa, có được người mình yêu. Tội đinh hại, đường tình duyên nở rộ, đào hoa khỏe sắc. Tội kỷ hại, hãy trân trọng người mình thật sự yêu thương. Tội tân Hải hạnh phúc đang ở ngay trước mắt bạn. Tội quỷ hại, nên nắm giữ cơ hội khi mình có được. Con sổ may mắn số sổ 20, số sổ 47, màu sắc may mắn, màu xanh, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tí,